Kể từ khi mà Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế với niên hiệu Gia Long vào năm 1802, triều Nguyễn đã tồn tại gần 150 năm, tạo dựng nên một đế chế tập quyền trên toàn bộ lãnh thổ đáng kinh ngạc chưa từng có. Trải qua tròn một thế kỷ rưỡi, tồn tại vinh hoa và tủi nhục nếm đủ rồi, lịch sử Đại Việt chắc chắn là không thể nào làm lơ trước những gì mà triều đình nhà Nguyễn đã mang lại. Đó là chấm dứt cuộc nội chiến, tranh giành quyền lực xương trắng, máu đào, liên miên mấy thế kỷ liền, kiến tạo bộ máy quản lý hành chính trung ương, tập quyền thống nhất mà Quang Trung, Nguyễn Huệ đã dày công vun đắp gây dựng từ trước đó. Gắn với triều Nguyễn, không thể nào không kể đến cái tên là Nguyễn Ánh, tức vua Gia Long, người kế tục sự nghiệp các chúa Nguyễn tiền bối, người lập nên vương triều nhà Nguyễn, vương triều cuối cùng của nền đế chế phong kiến trung ương tập quyền Việt Nam. Thế nhưng mà, cho đến ngày nay, con mắt nhìn của người đời về vua Gia Long vẫn còn đầy sự nghi hoặc, mâu thuẫn đan xen. Trong video ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng tìm hiểu Nguyễn Ánh, kẻ tội đồ hay vĩ nhân lịch sử, sự thật về vua Gia Long, ẩn số lịch sử Việt Nam. Nguyễn Ánh, sự nghiệt ngã của hoàn cảnh và tài năng thiên bẩm. Dám nói rằng, trong lịch sử vương quyền, chưa có một vị vua nào mà trước khi ngồi lên ngai vàng, cuộc đời và sự nghiệp lại vướng phải nhiều gian lao thử thách như là Nguyễn Ánh. Thế nhưng, để đáp lại cũng hiếm người nào có nỗi lòng kiên nhẫn để mưu nghiệp lớn giống như ông. Cùng nhìn lại những thăng trầm trong lịch sử, chúng ta tự hào vì có Nguyễn Huệ, Quang Trung thì đồng thời cũng không thể nào lãng quên Nguyễn Ánh, hay dù chỉ là tùy tiện đánh giá về con người này. Hai thế lực, hai trận tuyến, hai kẻ thù không đội trời chung, nhưng mà hai con người này đều là những nhân vật lịch sử đáng ghi nhận của lịch sử Việt Nam. Mỗi người trong họ đã tạo cho người còn lại một môi trường của sự thử sức, lòng can đảm và sự khôn ngoan để đoạt được chiến thắng từ tay đối phương. Ví như là câu nói, thà có 5 kẻ thù mạnh mẽ và tài giỏi còn hơn là có một người bạn ngu xuẩn. Hẳn là thế rồi phải không nào? Ngẫm ra thì mới thấy đúng, bởi những tài năng thiên bẩm của Nguyễn Ánh là không thể nào phủ nhận. Năm 15 tuổi, đã cầm quân xông pha trận mạc, quyết định những chiến thắng quan trọng và là linh hồn của thế lực đằng trong. Qua nhiều năm tháng thử lửa vàng, gian nan thử sức, đến năm 18 tuổi, ông chính thức được tôn vinh làm chúa Nguyễn, Nguyễn Vương. Sài Gòn gia định trở thành thủ đô trong thánh địa của triều đại chúa Nguyễn. Như vậy thì há chẳng phải sự nghiệt ngã của hoàn cảnh chính là lò bắt quái, là nơi tinh luyện kim đan để kẻ tu hành đắc đạo hay sao? Trong sự va đập lịch sử thì lịch sử cũng biết tự chọn lựa, và sự thật chỉ có một mà thôi. Người đi đến đích đã chiến thắng ở trận cuối cùng, đó chính là Nguyễn Ánh. Nguyễn Huệ trồng cây, Gia Long hái quả, âu cũng là mệnh trời. Trải qua một thập kỷ lăn lộn từ năm 1787 đến năm 1802, Nguyễn Ánh đã phải sống trong vô số những nguy hiểm rình rập, cái chết thì cận kề. Thế nhưng rồi, bằng một cách thần kỳ nào đó, ông ta luôn luôn thoát chết. Cái may mắn có được của ông ta là cái rất hiếm hoi mà người đời khó bắt gặp. Hòn tên mũi đạn thì không bắt kịp, bệnh tật hiểm nghèo không gõ cửa buồng ông vẫn được trời cho sống, thậm chí là sống khỏe, sống mạnh, khi mà chỉ cần một sơ sẩy nhỏ nhoi thôi cũng có thể tạo ra biến cố khôn lường, nhưng ông vẫn vô sự, và đó là một cái điều kỳ diệu. Thế nhưng Nguyễn Huệ thì lại không có được cái may mắn này, khi tử thần đã bất ngờ nắm lấy mệnh của ông ở tuổi ngoài 40 để sung mãn với những triển vọng huy hoàng đang chờ đợi ở phía trước. Trong khi luật thuận nghịch mà người xưa đúc kết lại thì trong cái thuận có cái nghịch, trong cái nghịch chưa cái thuận. Cái thuận càng lớn thì cái nghịch lại càng cao, và đồng thời cái nghịch càng cao thì cái thuận cũng lại càng lớn. Đối với những kẻ kinh bang tế thế là phải biết biến cái nghịch lớn thành cái thuận lớn, và biến cái thuận lớn tiếp tục lớn lên không ngừng. Thế nhưng phải với một điều kiện tiên quyết và tuyệt đối, đó là phải còn sống cái đã. Những chiến công của Nguyễn Huệ to lớn đến như vậy, những cuộc vây giáp của ông với quân Nguyễn Ánh cũng rất là quy mô và bài bản suốt hàng chục lần, nhưng mà rồi cuối cùng vẫn không đạt được mục tiêu. Nguyễn Ánh thì vẫn thoát. Từ đó dấy lên sự lan truyền của những truyền thuyết dân gian như là Nguyễn Ánh có trời giúp, nổi phong ba, ngăn chặn Tây Sơn, hay là chuyện rắn thần xuất hiện, đưa ông đến nơi an toàn trong lúc lâm nguy trên đảo Thổ Châu. Có thể nói là đáng tiếc cho phong trào Tây Sơn và cũng là cho cả dân tộc khi Nguyễn Huệ đã ra đi quá đột ngột. Thế nhưng cũng phải công nhận rằng người có thể làm thay đổi tình thế của Gia Long chỉ là Nguyễn Huệ, duy nhất Nguyễn Huệ và không có một ai khác. Thế nên không Nguyễn Huệ thì tất phải còn Nguyễn Ánh. Vậy thì mới nói, Nguyễn Huệ trồng cây, Gia Long hái quả, âu cũng là mệnh trời mà thôi. Nguyễn Ánh và những nước đi đầy táo bạo trong lịch sử. Trong lịch sử Việt Nam thì Nguyễn Ánh là người đầu tiên có quan hệ hợp tác với phương Tây khá toàn diện và bài bản trên rất nhiều các phương diện, từ quân sự, ngoại giao, kinh tế và cho đến cả chính trị, điều mà trước đây chưa một nhân vật lịch sử nào với tới. Chuyện ký hiệp ước giao hảo với Pháp và mua vũ khí của Pháp phần nào thể hiện Nguyễn Ánh nhận ra ưu thế về kinh tế, kỹ thuật và quân sự từ các nước phương Tây. Những cái mà phương Tây đang có là điều cần thiết đối với tình hình lạc hậu mà ông đang phải gánh chịu và cần tạo cơ hội để có được ưu thế, nhất là trong cuộc chiến một mất một còn với Nguyễn Huệ Quang Trung. Về phía Nguyễn Huệ, ông là một con người tài ứng biến tình thế tuyệt vời. Vì độc lập dân tộc, ông đã tiến hành cuộc đại phá thần tốc quân Thanh, một chiến thắng đầy kỳ diệu,
chứa đựng nhiều kịch tính như là một bức hoành phi nghệ thuật cổ kim hiếm thấy vậy. Chỉ trong có mấy ngày mà 30 vạn quân Thanh đã bị đánh tan. Bằng chiến thắng này, bờ cõi nước ta sạch bóng ngoại xâm. Nhưng mà chỉ ngay sau chiến thắng, ông đã tiến hành chính sách giao hảo với triều đình Mãn Thanh. Những nước đi của Quang Trung táo bạo, độc đáo và thần kỳ như một mê hồn trận. Chính quan quân nhà Thanh và Càn Long tài hoa cũng không thể nào đủ sức nhận ra cương nhu lẫn lộn, cái nhường nhịn và cái đe dọa cuộn chặt trong cùng một khối của mỗi nước cờ ngoại giao không biết đâu mà lần. Vì thế cuối cùng để cho an toàn, Càn Long cầm lòng chấp thuận xây dựng mối quan hệ hữu hảo với Quang Trung, không động binh và nhanh chóng loại bỏ tàn quân Lê Chiêu Thống ra khỏi ván cờ phương Nam của họ. Dẹp yên phía Bắc, Nguyễn Huệ dành thời gian và lực lượng cho mặt trận phía Nam. Với quan quân nhà Nguyễn trong cái trận quyết đấu và quyết thắng cuối cùng, nếu mà so với những đối sách của Nguyễn Huệ thì các nước đi trên thế trận của Nguyễn Ánh cũng không kém phần phức tạp và đa dạng khôn lường. Trước một châu Âu xa xôi, khác lạ về địa lý, ngôn ngữ, nhân chủng, văn hóa khác lạ với trăm thứ, thế mà Nguyễn Ánh dám bắt tay giao hảo, thật cũng là một cái sự táo tợn độc nhất. Thậm chí là không cần phải nói quá, khi mà chỉ có Nguyễn Ánh mới đủ sức làm chuyện cõng rắn cắn gà nhà và làm cái chuyện tày đình mà thôi. Theo tài liệu của Thực Lục Chính Biên chép lại thì vào năm 1791, Nguyễn Ánh đã thông qua một người nước ngoài gửi mua tại Bồ Đào Nha 10.000 súng tiểu thương, 2.000 cỗ súng gang, mỗi cỗ nặng 100 cân, 2.000 viên đạn nổ đường kính 10 tấc. Và trong tất cả cuộc giao chiến với Tây Sơn sau này, Nguyễn Ánh chỉ tin dùng các loại vũ khí hiện đại mà thôi. Chính sự nhạy cảm với thời cuộc của Nguyễn Ánh đã gây nên nhiều xáo động trong các nghĩa sĩ sau này. Có nhiều ý kiến còn cho rằng nếu mà các bậc hậu thế như Minh Mạng, Triệu Trị, Tự Đức biết học tập và kế nghiệp tinh hoa của Nguyễn Ánh trong mối giao bang với phương Tây thì có thể chúng ta đã văn minh hơn, cường thịnh hơn và không phải trở thành mục tiêu nổ súng, thôn tính của Pháp ở nửa sau thế kỷ 19 như những gì đã diễn ra trong lịch sử. Dù đó chỉ là một ảo tưởng, góp phần không thực tế, nhưng mà chí ít cũng cho thấy hành động hợp tác với phương Tây của Nguyễn Ánh, Âu cũng là thuận theo quy luật phát triển mà thôi. Hãy nhìn lại Nhật Bản mà xem. Thế nhưng, vua Gia Long cũng đã mắc phải sai lầm. Những sai lầm không thể nào chối cãi của Nguyễn Ánh gây ra ở trong lịch sử. Thẳng thắn mà nói thì từ cái chết của Nguyễn Huệ, Nguyễn Ánh là kẻ thù biết chiếm đoạt toàn bộ thành quả do Nguyễn Huệ làm nên và biết đưa nó đến đích, mặc dù chỉ giải quyết những bước cuối cùng thống nhất Sơn Hà mà thôi. Tuy vậy, đó cũng là một công lao của Nguyễn Ánh mà lịch sử không thể nào phủ nhận. Đáng tiếc là sau khi nắm toàn bộ quyền binh ở trong tay, ông ta lại thực hiện những cuộc báo thù man dợ ít có ở trong lịch sử đối với một vị hoàng đế. Lo thu vén quyền binh và bổng lộc cá nhân cho dòng tộc, Nguyễn Ánh lúc này lại không biết phát huy những quy luật phát triển mới của thời đại, đưa đất nước trở lại về con đường mòn, cố hữu lạc hậu của lịch sử. Cũng chính vì vậy, cả dân tộc không thoát khỏi mũi súng xâm lược của thực dân Pháp sau khi ông ta chết nửa thế kỷ. Thế nhưng, cũng phải nói thêm rằng, tự vương triều Nguyễn đã sản sinh ra những hàm nghi, thanh thái, duy tân đầy lòng yêu nước. Những lỗi lầm của Nguyễn Ánh là rất lớn và đáng lên án, nhưng vẫn có thể coi ông ta là một nhân vật lịch sử, một thực thể tất yếu của lịch sử Việt Nam. Dân tộc ta đã phải trải qua những năm tháng bi hùng với quá nhiều điều tiếc nuối, song lịch sử là lịch sử. Vì thế, trong danh mục những minh vương dựng nghiệp lớn, có lẽ nhắc đến cái tên Gia Long Nguyễn Ánh được hay không?